có một số câu hỏi còn hai câu hỏi trong này thì em cũng nêu lên hai trường hợp luôn đấy. Tức là em đã hoàn thành cái dự án của bọn em nhưng mà vì lý do khách quan ấy, mà cái dự án bị tạm ngưng thì trong trường hợp khách quan bị tạm ngưng như thế thì sẽ tính thưởng như thế nào, hoặc là có một số anh em họ cũng thắc mắc là ví dụ như là 8 tháng đầu năm thì họ làm một dự án A xong còn cuối năm thì họ lại làm dự án B, vậy thì cái cách chia thưởng cho họ như thế nào? À, ok. Đầu những câu hỏi bắt đầu chi tiết hơn. Ok, thế thì bây giờ là thế này. Cái ý thứ nhất của em ấy là nếu như mà dự án bị dừng là đấy là yếu tố khách quan. Và em cũng biết rằng là cái kế hoạch này thì anh đã loại trừ cái yếu tố khách quan rồi. Và nếu trong trường hợp nó còn yếu tố khách quan nữa thì bọn em vẫn được loại trừ. Nha, là bọn em vẫn được tính coi như là đấy là bọn em đã hoàn thành kế hoạch, tại vì đấy là yếu tố khách quan. Nhưng bọn em cũng hiểu là khi công ty nghĩ cho bọn em là như thế, nhưng toàn bộ cái rủi ro đấy là công ty phải chịu. Có nghĩa là những cái rủi ro về khách quan là luôn luôn tiềm ẩn. Thế thì vấn đề nó nằm ở chỗ là gì? Bọn em không chịu thì công ty phải chịu. Và nếu mà bọn công ty có muốn chia sẻ với cả mọi người hay không thì đấy là vấn đề. Thì về quan điểm của Hami tại thời điểm này thì anh không chia sẻ những cái rủi ro khách quan cho cán bộ nhân viên. Là toàn bộ những cái đấy là công ty sẽ phải chịu những rủi ro đấy và bọn em được tính như là hoàn thành kế hoạch. Còn cái ý thứ hai của em là em hỏi là có thể là 6 tháng em làm dự án này và 6 tháng em làm dự án kia thì cái tỷ lệ các mức thưởng để nó chia theo dự án. Ví dụ giả sử như là 6 tháng đầu em làm cho một dự án khác mà dự án đấy hoàn thành kế hoạch, ok, em được tính theo thưởng của cái dự án đó. Còn 6 tháng tiếp theo mà em làm ở Anlen mà Anlen không hoàn thành kế hoạch, anh ấy xin lỗi là chỉ nói đùa đấy, thì lấy ví dụ đó, thì là bọn em sẽ cái 6 tháng tiếp theo đấy là em sẽ tính theo cái thưởng của Anlen. Và bên CMB thì người ta có tất cả những cái dữ liệu người ta để người ta tính một cách rất là công bằng cho cán bộ, chứ bọn em không phải lo về cái việc đó. Vâng,